Lạp Sơn, Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Đội Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong phần tin thời sự thế giới vào ngày thứ ba 13 tháng Giêng năm 2015. Cảm ơn Lạp Sơn và cảm ơn quý khán giả rất nhiều đến với chương trình ngày hôm nay. Lạp Sơn khỏe không? Dạ thưa anh, em rất là khỏe. Em cảm ơn anh Thủy và rất cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự thế giới với Hoàng Trọng Thủy và Lạp Sơn. Phải chi ngày hôm nay Lạp Sơn với chúng tôi đi làm và đúng vào cái ngày đặc biệt mà cả thế giới cũng cùng theo dõi, thưa quý vị. Đó là ngày đi làm không có mặc quần. Không mặc quần dài. Không mặc quần dài, anh phải nói cho hết. Anh nói em là mất hồn. Thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày thứ hai, mà tại vì sáng thứ hai chúng tôi đi làm một mình cho nên chúng tôi không thể nào tham dự, mà nếu không có Lạp Sơn được cho nên rất là tiếc. Thôi thì hẹn sang năm đi, nếu mà Lạp Sơn có đi làm ngày thứ hai thì cùng thì với chúng tôi cùng. Vâng, đây là một cái ngày từ Mexico, Los Angeles, New York và nhất là những nơi nào có xe điện ngầm thì dân chúng đổ xô nhau đi. Và đây cũng là một dịp để các ông tha hồ. Cái gì? Làm gì? Nó gọi là rửa mắt. Ngắm mà, ngắm. Một phen ngắm được một phen free nhưng mà, đó. Nhưng mà khổ nỗi đó, nhìn xuống thì thấy toàn là chân lông không à. Đa số thì đó, anh coi là đó, có những cái cặp chân không hề có lông. Nhưng mà không có lông nhưng mà lại đùi quá to. Thì anh biết trên cái mâm cổ thì phải có món này món kia, thì mình không thích cái này thì mình sẽ nhìn cái khác. Đó, đây là cho cả thế giới hay là chỉ cho nước Mỹ anh? Cho vì cả thế giới thì luôn. Em không có hề aware biết nó được cái này. Nó gọi là No Pen Subway Ride. Wow. Ngày đi xe điện ngầm không cần mặc quần dài. Oh. Có cái chữ dài mới đúng. Dạ đúng rồi. Cái ngày này là cái ngày tạo cơ hội cho những người mà họ làm tội thế lỗi này, đó. Có nhiều cô, wow, có một cô mặc Jeep, rồi cũng tháo cả cái Jeep luôn. Bởi vì cô nói là cái Jeep của tôi không phải là cái pants. Dạ, cô này đang thấy đầu không biết dưới chân có mặc gì không. Đang trông chờ nè. Nhưng mà khổ nỗi đó là cô lại đeo mắt kính để làm gì. Vâng. Nhiều lúc trong cái ngày hôm nay khi mà anh nhìn kỹ quá thì cũng sẽ có người nói, cho nên anh đeo mắt kính đen vào, anh có nhìn cũng không ai biết. Thôi thì hẹn với Lạp Sơn vào sang năm vậy. Một cặp tình nhân cơ hội này, cô cũng dâu không cũng mặc chịu cùng mặc short quần luôn. Kể cả có những phụ nữ như chúng tôi đã nói đó, là không những mặc short mà mặc quần lót luôn. Là ngắn hơn short nha. Yeah. Dạ, với nhiều em, nhiều phụ huynh đứng. Các em này lớn lên công chừng là các em cũng là cái người tham gia vào chương trình này. Yeah. Thực sự chương trình này cũng dễ thương, thưa vị. Họ nói rằng là tạo ra một cái điều kiện và dễ dàng cho người ta đi làm và đi học trong một cái ngày đặc biệt cả thế giới. Không biết là mấy ông chủ có cho phép, mà chắc họ phải xin phép trước mấy ông chủ. Mùa này mà bên New York đi làm mà không mặc quần kiểu đó chắc chết. Thì nhiều không. Hôm qua vui lắm, tôi thấy đó nhiều người ở trên cái coach rất đẹp. Nhưng mà mở ra thì ở dưới là không có gì. Rồi. Và sáng ngày hôm nay thì thời tiết có gì lạ hay Lạp Sơn? Ngày hôm nay thì thời tiết ấm đó thưa quý vị. Hiện tại bên ngoài hiện bây giờ chỉ có 54 độ mà thôi. Tuy nhiên thì cái độ ẩm là 96% độ ẩm, cho nên nếu những quý vị mà ở vùng núi đó thì sẽ có rất là nhiều sương mù. Gió hiện bây giờ rất là nhẹ, chỉ có 4 dặm 1 giờ. Tuy nhiên vào ngày hôm nay trưa, buổi trưa thì nhiệt độ cao nhất là 70 độ thưa quý vị. Đây không phải là nóng lắm, cũng không phải là lạnh, là nhiệt độ rất là thoải mái. Tuy nhiên vào buổi tối nhiệt độ hạ xuống chỉ có 47 độ mà thôi. Trời, bầu trời ngày hôm nay rất là clear, không có mây mù, chỉ có nắng và nắng. Hồi nãy quý vị nghe Lạp Sơn nói nhiệt độ ấm cúng lúc này chỉ có 54 độ thì nhiều người nói trời ơi 54 độ là lạnh lắm, nhưng mà thực sự đó chắc có lẽ vì mấy buổi sáng hôm trước mình lạnh quá rồi cho nên đúng như vậy. Sáng nay tôi đi làm đó, đến cửa của Lưới Đội Sài Gòn TV thì thấy rằng ấm hơn ngày hôm qua. Chắc có lẽ là nhờ nắng và cái sương mù nó không còn nán lại. Khi nữa. Mà mình nhiệt độ thấp mà mình có sương mù đó thì mình sẽ cảm thấy lạnh. Và gió thì cũng cảm thấy gió lạnh. Gió nữa lạnh. Tuy nhiên hôm nay tuy là chỉ có 54 độ nhưng mà ở ngoài trời nắng rất là ấm thưa quý vị. Đó là lý do mặc dù là nhiệt độ thấp như thế nhưng mà quý vị rõ ràng ra ngoài thấy nó không có lạnh như ngày hôm qua. Riêng với những ngày tới thì diễn biến cũng ấm cúng như thường hả Lạp Sơn? Và riêng những tới ngày tới đó thì vào ngày mai ở khoảng 71 độ, hơn 1 độ. Thursday đó thì 74, vào cuối tuần thì hơi cao một chút, chỉ có 1-2 độ mà thôi. 74 độ, và Friday 73 độ. Vào ngày thứ bảy là 73 độ, tuy nhiên vào buổi tối thì 47, 46, 48 và 50. Thì nói chung là không có thay đổi lớn lắm.
Và thưa quý vị, trước khi gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý về thời sự trong ngày hôm nay liên quan đến tình hình thế giới, chúng tôi cũng không quên nhắc, bởi vì cá nhân Lạp Sơn sẽ xuất hiện trên đài truyền hình của Little Sài Gòn TV để đọc sớ táo quân. Đây là một màn trình diễn có thể nói rằng chưa bao giờ có trên Little Sài Gòn TV. Thế nhưng Lạp Sơn nói với chúng tôi rằng em đọc sớ là ok rồi, có cái chuyện đó không có gì hết. Nhưng mà sớ ở đâu anh Thụy? Sớ ở đâu lấy để mà đọc bây giờ? Em không có thời giờ để em viết sớ. Thế thì đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi quý khán thính giả, nếu quý vị muốn đọc Lạp Sơn đọc sớ, quý vị phải gửi sớ giúp cho ông Táo có sớ để gửi về trời, phải không? Và năm nay thì ở Little Sài Gòn TV, ngoài cái sớ riêng của Little Sài Gòn TV thì cũng rất mong sự đóng góp của quý vị giúp cho ông Táo của Little Sài Gòn TV mà viết sớ tâu lên với Ngọc Hoàng. Đó, cho nên là quý vị cứ viết sớ gửi về đài Little Sài Gòn TV, và những cái tờ sớ mà được thắng giải chúng tôi sẽ công bố giải sau. Nhưng dạ, mà những cái tờ sớ sẽ được thắng giải. Dạ. Nhưng mà không cần phải giải, hoặc là cái đây không phải là cuộc thi quý vị nhé. Đây là cái chương trình gọi là phụ ông Táo viết sớ của Little Sài Gòn TV. Không phải là mình thắng giải, nhưng mà mình nói những cái tờ sớ mà viết hay đó. Viết hay. Dạ, sẽ được bảo trợ. Thứ nhất là bé Tí sẽ đọc cái sớ lên, thứ nhì đó là cái sớ khi mà quý vị được đọc lên sẽ có một món quà đi kèm quý vị nhé. Liên lạc về Little Sài Gòn TV tại số điện thoại là 7149799562, hoặc nếu quý vị có email thì gửi về đài sớtáoquân@littlesaigontv.com. sớtáoquân@littlesaigontv.com. Bên cạnh đó còn có nhiều cái chương trình khác, ví dụ như là nấu bánh chưng. Bên cạnh đó là có một cuộc nấu bánh chưng bánh tét ngày mâm củ quả của năm 2015. Thì cái cuộc nấu bánh chưng bánh tét thi đó là sẽ rớt vào ngày 7 tháng 2 năm 2015. Dạ vâng. Đây cũng có những cái món quà sponsor đúng không anh? Dạ vâng. Và bên cạnh đó thì có cuộc thi áo dài truyền thống dành cho phụ nữ thôi, có phụ nam có được thi không anh? Tôi nghĩ rằng là thôi để cho phụ nữ trước. Phụ nam bị kẹt một cái đó là mấy ông mà quên mặc quần thì ở dưới đó nó không, cái đó là ông Táo bà Táo sẽ không mặc quần. Cho nên mới ông Táo bà Táo sẽ không mặc quần. Năm nay tôi nghĩ đó, đứng bên cạnh Lạp Sơn, hai người mà nhân vật này sẽ là Táo hay nhất, đó là Đoàn Trọng với Nguyễn Trường. Nhưng mà anh phải để ý đó là Táo Đoàn Trọng là người miền Trung, thấy chưa? Táo Nguyễn Trường là người miền Bắc. Riêng em, bà Táo là người miền Nam. Đó là đề nghị của chúng tôi, nghĩ rằng anh Đoàn Trọng sẽ không có từ khước những cái lời đề nghị rất là chân thành của bé Tị. Chúng tôi trở lại ngay gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày vui vui một buổi sáng khi có Lạp Sơn trở lại trong phần tin tức ngày hôm nay. Chúng tôi trở lại ngay sau phần bảo trợ thương mại.